cuộc sống phù du sướng vui hay buồn. Mai ta về đâu cát bụi vô thường, khi bần hàn không ai xót, xin lễ nghi khi sáng giàu. Ôi cuộc đời bao đắng cay, vòng xoay thời gian cuốn ta không ngừng. An vui giờ đây chỉ còn muộn phiền. Đêm về nhìn mưa hiu hắt, ta kẽ tha phương nơi này. Xin đời đừng mãi thương đau, tìm về chốn từng là ta, để được thấy lòng bình yên. Vui từng tiếng kinh cầu, tâm hồn như đóa hoa sen. Lặng nhìn xuống dòng thời gian, chợt bừng sáng ngọn đèn tâm. Không gì mãi bên đời, ai rồi cũng sẽ quay về. Nhìn thấy đời kia ngỡ như con thuyền, lên đến dòng trôi sóng vỗ chập trùng. Dân lợi rồi như mây khói, năm tháng phiêu du bên đời, chỉ còn một chữ tâm thôi. Vòng xoay thời gian cuốn ta không ngừng. An vui giờ đây chỉ còn muộn phiền. Đêm về nhìn mưa hiu hắt, ta kẽ tha phương nơi này. Xin đời đừng mãi thương đau, tìm về chốn từng là ta, để được thấy lòng bình yên. Vui từng tiếng kinh cầu, tâm hồn như đóa hoa sen. Lặng nhìn xuống dòng thời gian, chợt bừng sáng ngọn đèn tâm. Không gì mãi bên đời, ai rồi cũng sẽ quay về. Nhìn thấy đời kia ngỡ như con thuyền, lên đến dòng trôi sóng vỗ chập trùng. Dân lợi rồi như mây khói, năm tháng phiêu du bên đời, chỉ còn một chữ tâm thôi. Dân lời rồi như mây khói, năm tháng phiêu du bên đời, chỉ còn một chữ tâm thôi.
với những ngọt ngào em chưa thể quên. Giờ lại buông tay kết thúc, hay anh phải níu? Là chốn bề sau, khác chi thuốc phiện vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Đời một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, tội phước theo hoài ta thôi. Chốn bề sâu, khác chi thuốc phiện vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Thank you.
cuộc đời là chốn bề sau, khác chi thuốc phiện vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gì. Sống phù du sướng vui hay buồn, mai ta về đâu cát bụi vô thường. Khi bần hàn không ai xót, xin lễ nghi khi sáng giàu. Ôi cuộc đời bao đắng cay, vòng xoay thời gian cuốn ta không ngừng. An vui giờ đây chỉ còn muộn phiền. Đêm về nhìn mưa hiu hắt, ta kẽ tha phương nơi này. Xin đời đừng. Đã đến giờ lễ, chúng tôi xin kính mời quý Phật tử tề tiểu trước chánh điện để buổi lễ được bắt đầu. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, đã đến giờ hành lễ, chúng tôi xin kính mời quý Phật tử tề tiểu trước chánh điện để buổi lễ được bắt đầu. Chúng tôi xin kính mời quý Phật tử đứng nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về kim thân Đức Phật để cung thỉnh chư thượng tọa Quang Lâm Bảo Điện. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm Bảo Điện. Con xin cung thỉnh đại chúng nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán chấm dứt.
Chúng con xin cung thỉnh chư thượng tọa niệm hương. Tiếp theo là phần dâng hoa của thiếu nhi Phật tử chùa Hải Đức cũng như các Phật tử. Chúng tôi xin kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dìu lòng son, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ hồng hương. Thầy treo hương lành sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dìu lòng son, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy
chạy theo hành nguyện pháp vương, gieo hương lành sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Chưa biết bác sĩ Nguyễn Lê Đức không? Ta chưa biết đưa tay bà nào? Có ba người đâu có biết bác sĩ đâu hả? Tức là ba người là từ Orlando qua, đúng rồi. Ba Phật tử này là từ Orlando qua để thăm thầy. Ba Phật tử này đi đăng ký đi Ấn Độ với thầy cuối năm nay, cho nên là nghe thầy tới Florida để tới thăm, biết chùa Hải Đức luôn. Chùa Hải Đức là do bác sĩ Nguyễn Lê Đức thành lập vào năm 1987, tức là gần 30 năm rồi. 30 năm ở tại miền Bắc của Florida. Và bác sĩ làm việc trên 30 năm, bắt đầu thì làm việc ở 10 năm ở bệnh viện tâm thần ở Florida, sau đó về hưu, retire sớm và mở phòng mạch riêng để giúp cho bệnh nhân địa phương. Và bác sĩ đã làm việc một tuần 6 ngày làm việc ở clinic và 2 ngày là làm việc ở đây. Cuối tuần là chủ nhật về đây để mà hướng dẫn Phật pháp cho quý Phật tử địa phương ở tại chùa Hải Đức này trong 30 năm rồi, chưa có một ngày nào nghỉ. Và thầy nói chuyện với một số Phật tử ở đây, bác sĩ thọ thế bao nhiêu? Bác sĩ thọ thế là 69 năm, lẽ ra là bác sĩ phải sống 99 năm. 99 năm nhưng mà tại vì hao tốn năng lượng quá nhiều. Tức là trong 30 năm nửa cuộc đời là bác sĩ dành dốc hết tất cả những tâm lực, ý lực, nguyên lực vô trong chùa Hải Đức này. Dốc hết mọi sức lực vô trong chùa này. Cho nên là đã mất đi 30 năm còn lại của đời mình. Lẽ ra là bác sĩ phải sống tới 99 năm. nhưng mà ra đi là năm là 69. Cái đây là cái hạnh nguyện của bác sĩ thôi. Như là hôm qua thầy nói là
bác sĩ làm việc cho tới phút 89. Phút 89. Quý vị biết phút 89 không? Chưa bao giờ nghe phút 89. Phút 89 có nghĩa là một trận banh có 90 phút. Một trận đã banh có 90 phút mà bác sĩ đã tới phút 89. Tức là làm việc bác sĩ khám bệnh cho tới cái người cuối cùng. Và khám bệnh xong rồi bác sĩ cảm thấy mệt và vào trong phòng, phía bên trong phòng mạch nằm nghỉ và ra đi. Ra đi rất là nhẹ nhàng và thanh thản. Không có phải là nằm liệt giường, liệt chiếu, bỏ ăn, bỏ ngủ vài ngày rồi mới ra đi. Nhưng mà bác sĩ làm việc tới giờ phút đó và ra đi rất là nhẹ nhàng. Cô Châu Ngọc mà ngồi trong phòng mạch mà cũng không ngờ được. Không ngờ là bác sĩ đã ra đi như vậy. Và cái sự ra đi này đã được báo trước, đã được bác sĩ là báo trước cho cộng đồng Phật tử ở đây là năm nay là năm tôi sẽ thực hiện là một chuyến đi không về. Bác sĩ đã nhận vé một chiều trước một năm, nhận vé một chiều trước một năm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình, chuẩn bị hết mọi việc, để lại di chúc, để lại dặn dò người bạn đời của bác sĩ là cô Châu Ngọc tiếp tục lãnh đạo chăm sóc cho ngôi chùa Hải Đức này cùng với quý Phật tử địa phương. Chùa Hải Đức là một cái ngôi chùa có thể là duy nhất trên thế giới là không có thùng phước xương. Không có thùng phước xương, không biết bây giờ để thùng phước xương nha. Thùng phước xương là gần đây bắt đầu xây dựng chùa. Bắt đầu xây dựng chùa thì để thùng phước xương để quý Phật tử phát tâm ra, chứ trước đây không bao giờ để thùng phước xương. Mọi chi phí trong chùa là do ông bà bác sĩ phát tâm. Còn quý Phật tử địa phương mà ai cúng dường phụ thì tự nguyện thôi, chứ không bao giờ lên tiếng vận động này như thế nào. Ở một cái ngôi chùa rất là đặc biệt. Cúng đại tường. Đại tường là mãn tang, tức là đại tường là xả tang. Hồi xưa là xả tang, còn bây giờ là các đệ tử muốn xả tang sớm, vừa hỏa táng xong là đốt tang luôn. Có nhiều đệ tử xé khăn tang bỏ vô cái lò thiêu luôn chứ không có cần làm lễ xả tang. Tại vì có nhiều đệ tử mang khăn tang trên đầu thì cảm thấy mắc cỡ. Có mắc cỡ không? Tức là thứ nhất là mắc cỡ, thứ hai á là cảm thấy nó, mình mang khăn tang cảm thấy nó nặng nề. Cho nên là có nhiều người thì thỉnh thầy thánh trí xả tang, nhưng mà có nhiều người là tự ý xả tang. Thì nói chung là theo Phật giáo thì cái nào cũng được hết trơn. Mình đeo khăn tang á là biểu trưng cho cái gì? Biểu trưng cho cái tình cảm của mình đối với cái người đã khuất, thể hiện cái tấm lòng báo hiếu, tri ơn và báo ơn. Ngoài ra không có gì ý nghĩa hết. Cho nên đừng có cảm thấy cái chuyện đó nó quá nặng nề mà mình phải đau khổ. Rồi ở trong gia đình có cái việc cần gấp, ví dụ như là đám cưới, rồi về nhà mới, hoặc là xây nhà, thì các vị này còn xả tang trước, thời hạn, thỉnh thầy làm lễ xả tang. Nếu mà không thì cứ để đúng thời hạn là 2 năm mãn tang, 2 năm là mãn tang mà mình xả tang. Thì hôm nay tại chùa Hải Đức thì cô Châu Ngọc cũng đã thiết cái hình của Đức Trường Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ. Hòa Thượng Như Huệ là lãnh đạo Phật giáo Úc Châu là 33 năm. Hòa Thượng đến Úc định cư vào năm 1982. Ngài là người Hội An, Duy Xuyên Hội An.
Ở đây có ai người Hội An không? Dạ, bằng đồng hương với Đức Trương Bảo Hòa Thượng. Dạ, Hòa Thượng đến định cư tại miền Nam, nước Úc, thành lập tổ đình Pháp Hoa và lãnh đạo giáo hội cho tới ngày hôm nay. Hòa Thượng nhiễm bệnh và ra đi trong vòng 3 tháng thôi. Tức là bác sĩ báo cho tổ đình biết là Hòa Thượng chỉ còn lưu lại ở trên thế gian này trong vòng 6 tháng. Trong vòng 6 tháng. Nhưng mà tới tháng thứ 3 là Hòa Thượng đã ra đi. Và giáo hội bên Úc Châu đã tổ chức một cái tang lễ rất là trang nghiêm và ấm cúng để tán dương công đức của Ngài đã làm việc tại Úc Châu. Thì trong một cái nhân duyên nào đó không biết, nhưng mà cô Châu Ngọc khi mà hay tin bên Úc tổ chức tăng lễ thì thầy đã gửi hình đi các trung tâm Phật giáo trên thế giới, thì cô Châu Ngọc cũng đã làm hình ảnh và thờ Hòa Thượng và cúng cơm và mỗi ngày tụng kinh đều hồi hướng công đức cho Hòa Thượng. Xin tán thán công đức của cô Châu Ngọc, tràn pháo tay không? Bác sĩ Nguyễn Lê Đức đã thực hiện một chuyến đi không về, và cái sự ra đi của bác sĩ đã được báo trước, cho nên là trong gia đình cô Châu Ngọc cũng như là các cháu cũng không có phải quá là đau buồn, tại vì cả một cuộc đời của bác sĩ đã cống hiến cho đạo pháp, học Phật từ nhỏ, nghiên cứu kinh sách và giảng dạy Phật pháp. Trong đó bác sĩ nhìn lên trên kệ sách hai bên đây là toàn bộ những kinh sách này là bác sĩ đã nghiên cứu và dịch thuật những cái bản sách tiếng Anh cũng như là những cái bộ sách, những bộ từ điển từ in ở Đài Loan, in ở Việt Nam. Là bác sĩ luôn luôn khi mà có sách ra, một sách mới là bộ bác sĩ order ba bộ sách, một bộ để nhà, một bộ để phòng mạch và một bộ để chùa. Cho nên là công đức của bác sĩ rất là lớn. Thầy cũng ngạc nhiên là thấy cái bộ kinh Đại Bát Nhã, bộ kinh Đại Bát Nhã mà bác sĩ đã in từ quyển 1 cho tới quyển thứ 50. Ở tại đây cái in rất đẹp. In bìa cứng. Thầy thấy chùa Hải Đức là cái chùa duy nhất trên thế giới mà phát tâm in cái bộ kinh Bát Nhã này để cho phổ biến cho Phật tử địa phương ở đây. 600 quyển là tính theo cái đơn vị của người Trung Hoa. Tại vì cái quyển kinh của Trung Hoa là cái quyển nhỏ là 600 quyển. Thì Hòa Thượng Trí Nghiêm đã phiên dịch cái kinh này ra tiếng Việt và in thành 24 tập, mỗi tập 1.000 trang. Và cái bộ này đã in tại Việt Nam vào năm 1998. Và tới năm 2011, ở bên Cali, Ban Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam đã phát tâm in lại, gom lại 24 tập này, in thành 11 tập khổ A4. Là bác sĩ Nguyễn Lê Đức đã dùng cái bản này để in lại cho chùa Hải Đức này. Thì bác sĩ đã in một tập thôi, là từ quyển 1 cho tới quyển 50. Thì bác sĩ in 50 quyển này đó, tức là còn tới 500 quyển nữa. Và bác sĩ đã giảng từ quyển 1 tới quyển 50 rồi. Và tiếp tục công trình còn lại khoảng 550 quyển nữa thì cái vị tiếp theo sẽ hướng dẫn Phật tử ở đây. Cho nên là Đại Đức Thánh Trí chuẩn bị tinh thần hướng dẫn kinh Bát Nhã, kinh Đại Bát Nhã. Thánh Đại Đức chuẩn bị tinh thần để hướng dẫn Phật tử theo cái lộ trình này, kinh Đại Bát Nhã mà Hòa Thượng Trí Nghiêm đã dịch. Khi mà Hòa Thượng Trí Nghiêm dịch xong cái bộ Đại Bát Nhã này đó,
Thì trong vườn chùa Long Sơn ở Nha Trang có một cái hiện tượng là cái cây mít trước cái tịnh thất của ngài ra 6 trái mít và 6 trái nó chín cùng một lúc để cúng dường cho ngài. Một cái hiện tượng rất là đặc biệt. Và quý vị biết 6 trái mít này biểu trưng cho cái gì không? Đúng rồi, cho cô trong Ngọc Trần ở đây. 6 trái mít này là biểu trưng cho lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh rất là đặc biệt. Pháp, tại vì Hòa Thượng Trí Nghiêm là Pháp Tâm Bồ Tát Hạnh. Để mà dịch cái bản kinh này, Hòa Thượng dịch từ năm 1972, tức là trước 75, 3 năm, và dịch cho tới năm 80. Dịch tới năm 80 mới xong, cho nên là mùa xuân năm 75, chính biến xảy ra Nha Trang, Hòa Thượng cũng không biết. Tại Hòa Thượng đóng cốc để dịch cái bài bản kinh này. Thị giả bên ngoài là không báo tin, viết xuống để dịch từng từ chữ Hán của ra chữ Việt. Quý vị biết cái cách làm việc, và cái cách làm việc này chỉ có Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời này mới làm nổi, chứ còn cái người bình thường như chúng mình đây làm nổi. Hòa Thượng Trí Nghiêm quý vị biết không, tướng rất là đẹp, cao, và thượng cao khoảng 1 thước, trên 1 thước 80, tướng cao rất là đẹp. Giống như Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này. Và Hòa Thượng đã thực thi Bồ Tát hạnh lục độ Ba La Mật để mà dịch cái bản kinh này ra tiếng Việt một cách rất là hoàn chỉnh. Và sau đó Hòa Thượng tĩnh dưỡng vài năm sau thì Hòa Thượng đã viên tịch vào năm 2001. Hòa Thượng là người đồng hương với Hòa Thượng Tổ Liễu Quán ở Phú Yên. Thì kinh Bát Nhã là một cái bản kinh cốt lõi của Phật giáo Đại Thừa, mà bác sĩ Minh Quang đây là có duyên với Phật giáo Đại Thừa. Ở trong chùa mình, bác sĩ đã giảng Phật Phổ Thông, kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật, kinh Đại Bát Nhã. Bộ kinh Đại Bát Nhã là cái bộ kinh cuối cùng mà bác sĩ đang giảng và đã ra đi. Cho nên là mong quý Phật tử ở Hải Đức này có cái duyên may là được giới thiệu cái bộ kinh Đại Bát Nhã này, thì xin quý vị để tâm đọc tụng, nghiên cứu cái bộ kinh Đại Bát Nhã này. Đây là bộ kinh, phải nói là bộ kinh xương sống của Phật giáo. Và cái mục tiêu cuối cùng của người đệ tử Phật cũng phải đạt tới cái chỗ này. Cái bộ kinh Đại Bát Nhã này 600 quyển, 600 quyển, 5 triệu chữ. Từ 5 triệu chữ đó, chư tổ đã rút xuống, cô đọng lại chỉ còn 260 chữ, là cái bộ cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà mình tụng mỗi ngày. Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng mỗi ngày, Maha Bát Nhã Ba La Mật Na Tâm Kinh. Maha là lớn, là đại, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là qua bờ kia, Tâm Kinh, tâm là trái tim, tâm là trái tim, tâm là cái bản tâm, là chính yếu, kinh là cái lời Phật dạy, tức là cái lời kinh trí tuệ giúp cho chúng ta vượt qua bên kia bờ kia, qua đến bờ kia vui thay. Cái chữ yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà ha. Yết đế là đi qua
qua bờ kia, rồi qua đến bờ kia, vui thầy. Ba la tăng ít đế là đi qua bên kia rồi thì mới vui. Cho nên là mùa hạ, mùa an cư năm rồi, thầy có viết một cái bài là ngồi thiền bát nhã. Ngồi thiền bát nhã. Ở trong nhà thiền á, ở trong nhà thiền thì có những cái thuật ngữ như là ăn cơm hương tức, ăn cơm hương tức, uống trà tào khê, uống trà tào khê, ngồi thiền bát nhã mà và ngắm trăng lăng già. Quý vị đã bao giờ nghe cái từ này chưa? Chưa bao giờ nghe. Ở trong nhà thiền á, quý thầy từ nhỏ đã nghe rồi. Quý thầy từ nhỏ đã nghe là ăn cơm hương tức. Quý vị biết cơm hương tức không? Ở đây mình ăn cơm gì? Ở đây mình ăn cơm Thái Lan. Ăn cơm Thái Lan là phải nhớ ơn của vua Bhumibol. Bhumibol là ông vua trị vì lâu nhất trên thế giới, bây giờ vẫn còn sống. Vua Bhumibol là một vị Phật tử anh minh, một vị vua Phật tử anh minh. Khi mà lên làm vua, khi mà ông lên làm vua là ông đã phát tâm xuất gia 3 tháng, cũng xuống Bangkok để mà đi khất thực giống như mọi người. Và cái hình ảnh vua Bhumibol đó bây giờ người ta còn thờ ở trong chùa Thái Lan. Vua ôm cái bình bát để khất thực rất là đẹp. Mình là Việt Nam mình nhưng mà lại có duyên mà ăn gạo Thái Lan không, chứ không thấy ăn gạo ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình á, mình tự hào là gạo thì cần nước mà nước là phải Đồng Nai. Gạo là trồng ở cái vùng Long An cần nước, gạo Nàng Hương, phải không? Nhưng mà nước là chỉ có sông Đồng Nai là nước rất là ngon, rất là ngọt. Nhưng mà bây giờ cái thời này là giờ đã hết rồi, phải không? Bây giờ cái nước nó ô nhiễm, cùng gạo Nàng Hương thì bây giờ đã mất giống rồi. Cho nên là Phật tử làm farm ở Florida này cố gắng tìm lại cái giống lúa Nàng Hương. Còn cái cơm hương tích đó, cơm hương tích đó là lấy cái giống từ nước chúng hương, từ nước chúng hương của Đức Phật. Hương tích ở đâu? Cách đây là 42 ức hàng hạ xa quốc độ. Mình từ cái cõi Ta Bà này mình tới đó là 42 ức hàng hạ xa quốc độ, mới tới được quốc độ rất là xa. Từ đây mình tới thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà chỉ 10 muôn ức cõi, còn mình tới cái chỗ mà Đức Phật hương tích nó rất là xa. Quý vị cố gắng tới đó tìm một cơm hương tích nữa. Cơm hương tích là một cái loại cơm rất là đặc biệt. Mà quý vị ăn cái cơm đó vào là cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc và giải thoát. Hương á là hương thơm, mà tích là tích chứa, tích tụ. Hương thơm được tích tụ. Thế thì một ngày nọ đó là cư sĩ Di Ma Cập, cư sĩ Di Ma Cập giống như là bác sĩ ở đây vậy đó, cư sĩ không phải tu sĩ, thân phận là một cư sĩ nhưng mà ông là rất giỏi. Ông là một vị đại Bồ Tát ở cái cõi bất động Như Lai, được Đức Phật Bất Động Như Lai gửi cư sĩ Di Ma Cập này tới cái cõi Ta Bà này để phụ giúp cho Đức Thích Ca làm việc. Nên là trong thời Đức Phật mà còn tại thế đó, Đức Phật Thích Ca của chúng ta có hai vị cư sĩ nổi tiếng. Ở ngoài là có cư sĩ Anathabindika, tức là tu sĩ Tu Đạt, còn gọi là cư sĩ Cấp Cô Độc. Quý vị nghe tiếng vị này không? Cư sĩ Cấp Cô Độc, tức là cung cấp những cái chỗ cần dùng cho những người cô đơn, cô độc ở trong cái thời đó. Cho nên là được
tôn vinh là cư sĩ cấp cổ độc, còn có tên là Tu Đà. Còn một vị cư sĩ nổi tiếng là cư sĩ Di Ma Cật, là ông là cung cấp cái tài sản tâm linh. Cư sĩ cấp cổ độc thì cung cấp tài sản vật chất, nhưng mà ngài Di Ma Cật là cung cấp tài sản và tâm linh. Ai thắc mắc những cái gì về tâm linh, về cái đời sống tu hành thì gặp ông sẽ giải quyết. Bởi vì ông quá giỏi, mà hôm đó ông ngã bệnh, cho nên là Đức Phật mới bảo các vị tỳ kheo tới thăm bệnh, tới thăm ngài. Thì trong đại chúng không ai dám tới thăm, bởi vì tới thăm mà hỏi chuyện thì ông bắt bẻ, cho nên không dám tới. Cho nên cuối cùng là ngài Xá Lợi Phất phải lên đường. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Thì ngài Xá Lợi Phất tới thăm trong giây lát, chúng tôi sẽ cúng dường cho đại chúng ở đây một bữa cơm đặc biệt chưa từng có. Thì ngài Di Ma Cật nói xong thì dùng cái phân thân của mình bay tới cái cõi Phật Hương Tích cách đây 40 ức cõi. Thì tới đó để mà chi? Để thỉnh cái cơm lưu phạn. Lúc đó cái cõi Phật Hương Tích đang dùng ngọ trai. Thì bay tới cái nước đó để mà xin một chút cơm lưu phạn, để đem về cúng dường cho chư Tôn Đức ở đây. Tức là ngài Di Ma Cật ngồi đó, nhưng mà ngài dùng phân thân của ngài. Ngài có thần thông, phân thân của ngài. Quang minh đài, xin tánh tác Phật sự hộ hưng chư chúng sanh giai phát Bồ Đề tâm viện ly chư bằng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Tư vị nguyên quán Việt Nam hiện cư chắc sinh viêu lối lý đa Hoa Kỳ. Hiện tiền lễ tử hai đức tử thiết tế cầu siêu phụng quỷ. Từ lâm tế chánh tôn tứ thập nhập tế pháp hoa tô đình phương trưởng Úc Đại lời tân tây lan giáo hội. Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại chứng minh đạo sư ý thượng như hà huệ. Tự giải trí hiểu trí thông trưởng lão hòa thượng giác linh. Nguyện cầu trưởng lão giác linh hòa thượng cao tăng Phật quốc hội nhập ta và tế độ chúng sanh. Phát tiếng cầu siêu hướng linh Phật tử Việt Nam nguyện lê đức pháp danh na minh quang nhất vệ thật. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phiền nào câu chánh giác ngà kim quy mạng lệ chí tâm ma thần na lệ na.
Bye.
tâm đức đời sống mãn kỳ trung trì đệ thuận nhị kiểm xa vô địa tư viên giai đạo kiến văn lưu ly la đề thiên thành đường hậu lâu ngang như nhị kiến công lưu ly và thế xa cử dịch châu hạ đạo nhị kiến dân thi vì trung lý hoa đại như xa luân thân nơi thân quang huỳnh sở huỳnh quang đời đời
đời kiếp kiếp tâm quy tôn hữu ác đàn hướng linh đà quy phật hướng linh đà quy văn hướng linh đà quy tăng đâu câu giáo hội bồ tát ba tác nguyện tặng hư không biên văn giới quá hiền vì lai thập phương chư phật tôn hóa nghiêm tâm tăng thường trụ tam ba nguyện thị phong quang tiếp độ phụng vị hương linh phật từ nguyện lễ đức văn nhân minh quang chỉ linh lễ định quỳ văn nhân minh đạt chỉ linh lễ tâm bảo pháp nhân chân đức chỉ linh quan thị diễn văn nhân giác thánh chỉ linh quyền thị văn văn nhân hành vượt chỉ linh huỳnh linh yêu chỉ linh vương nguyễn trường bình hoàng thùng chỉ linh nguyện nguyên bao chỉ linh trình thị kim thanh chỉ linh trần thiền hoàng chỉ linh trần thị lẹn nguyện hiền chỉ linh huỳnh biểu chỉ linh Phạm Thị Lầu Diệu Hảo Chí Linh Phạm Thị Thanh Văn Chí Linh Nguyện Trần An Chí Linh Nguyện Thị Lan Diệu Chí Chí Linh Trần Công Thiền Thiền Lệ Chí Linh Vàng Sánh Thần Đã Bức Tội Tùng Tâm Khởi Tương Tâm Sâm Tâm Nhược Tịnh Thời Tội Diệt Văn Tội Văn Tâm Diệt Lượng không thì tận danh vì chân sám hối đau cầu sám hối bồ tát ma tác nguyện hương linh vô lượng kiếp kiếp lai tội thiếu Come on.
Thank you.
Nam mô Tát Bà Nam Bà Nga Đa Bà Lô Di Đà Nam Nam Ra
Chết đi không mang theo đường, xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau.